khán giả và bà con nông dân thân mến, thì đối tượng xì mũ ở trên mít là một cái đối tượng đang gây khó khăn cho bà con nông dân trồng mít. Bởi nếu như mà chúng ta không có cái biện pháp phòng trừ hiệu quả cũng như là kịp thời thì cái cây mít của chúng ta nó sẽ chết và cuối cùng là chúng ta sẽ không thu hoạch được gì. Và đó cũng chính là cái nội dung của chương trình ngày hôm nay mà chúng tôi muốn chuyển đến cho bà con, những cái phương pháp kỹ thuật làm sao để mà chúng ta khắc phục được cái đối tượng xì mũ trên mít nha. Nếu sơ đen là bệnh mà bà con canh tác mít quan tâm thì nứt thân xì mũ là đối tượng đáng lo ngại hơn. Bởi lẽ nó không chỉ làm thất thu năng suất mà còn gây chết cây và hậu quả là không thu hoạch được gì. Theo anh Sơn, nhà vườn tại Cù Lao An Thạnh chia sẻ, cây mít đầu tiên có biểu hiện đốm đen trên thân, dần có nhựa chảy ra từ bên trong, sau đó lan nặng ra toàn cây và làm nhiều nhà vườn lo lắng. Đối tượng xì mũ là do con diệp sáp gây ra, nó ăn hư bộ rễ, rồi bộ rễ nó không có hút được dinh dưỡng là nó, rồi nó mới cái cây nó suy kiệt, rồi nấm bệnh nó xâm nhập xuống bằng chẳng hạn như nước mưa hoặc nước sông mình tưới lên nó nhiễm khuẩn, nó dẫn lên cái da cây rồi nó sẽ ảnh hưởng xì mũ. Biểu hiện xì mũ thì theo như cái vườn của tôi thì tôi cũng đã thấy là một số cây là biểu hiện nó là hừng sáng mình ra vườn thăm vườn, mỗi cây nào mình giờ bình thường khô queo thì không có gì, còn cây nào mà có chấm ướt trong thân xì ra lác đác là biểu hiện đang sắp sửa bị xì mũ. Cái cây nó bị nhiễm nặng rồi á là nó coi như nó toàn thân hết, coi như nó xì là chỗ nào mũ khô á là mình gỡ ra ra là nó bầy nhầy có con dồi giống, thậm chí nó thúi luôn, mùa mưa là nó thúi luôn, mình mở vào nó ra là nó thúi là mũ khô, còn mũ nước là nó xì nước tươm ra, nặng là chết luôn, trong vòng 20 ngày là hoặc một tháng là cây ra đã chết. Nứt thân xì mũ là đối tượng gây hại với hình thức lây lan đa dạng, tốc độ phát triển nhanh, khó phòng trị. Theo nhiều nhà vườn, đa số các vườn bị nhiễm điệp sáp đều có nguy cơ cao dẫn đến bệnh. Nguyên nhân chính là do loại nấm này lây lan chủ yếu qua các vết thương do côn trùng gây ra và thậm chí là các vết thương cơ học trong quá trình canh tác. Bà con thân mến, thì ở trên cây mít, ngoài cái bệnh mà bà con mình sợ nhất đó là bệnh sơ đen, thì cái bệnh thứ hai rất là nguy hiểm đó là cái bệnh xì mũ. Vì sao lại như vậy bà con? Bệnh xì mũ nếu như mà nó ảnh hưởng trên những cây khác thì bà con thấy là nó chậm bà con, nhưng mà đối với trên cây mít thì nếu mà mình không có xử lý kịp thời thì nó sẽ làm chết luôn nguyên cây, do đó bà con chúng ta rất là ngại. Và đối với cái bệnh xì mũ này thì nó là do cái con nấm phi tớp gây ra hết bà con ha, và có hai cái vị trí mà thường xuyên để con phi tớp này nó xâm nhập nhất, một là ở dưới rễ và thứ hai là ở trên thân cành. Và bà con mình thấy dưới rễ thì cái con phi tớp này nó có thể chui vô rễ chúng ta bằng cách là nó sẽ đi theo những vết thương mà cái con tiến trùng gây ra, hoặc là trong quá trình mà chúng ta canh tác mình làm đứt bộ rễ thì nó cũng chui vô được. Và thêm một cái nữa là cái con diệp sáp đó bà con, những cái vườn nào mà bị diệp sáp tấn công ở dưới rễ thì nó sẽ có xu hướng là nó lôi kéo theo con nấm phi tớp này để nó làm xì mũ ở dưới gốc dưới rễ. Còn ở trên thân cành thì nó sẽ đi theo những cái vết thương hở trên thân cành, rồi một số tác động của điều kiện vật lý, gió bão hoặc là chúng ta thao tác đó bà con, cũng như là những cái con sâu đục cành nó đục vô và nó tạo vết thương, từ đó nó sẽ làm cái con nấm phi tớp này nó xâm nhập vô và nó gây ra cái bệnh kêu là nứt thân xì mũ ở trên cây mít của chúng ta. Cái bệnh xì mũ này thì đối với bất kỳ một cái bệnh nào ở trên cây trồng thì nó phải cộng hưởng từ nhiều yếu tố với bà con. Bà con chúng ta thì thiên về cái yếu tố dinh dưỡng, có nghĩa là mình bón thiếu canxi làm cho những cái dách tế bào của cây mít chúng ta nó yếu ớt, cũng như thứ hai là mình bón thừa đạm thì nó sẽ dễ phát sinh những cái loài nấm bệnh trên cây. Nhưng mà mình cũng phải nhớ đến cái điều kiện thời tiết, nó rất là quan trọng. Bà con mình thấy hiện tại vì sao những vườn mít nó đang bị xì mũ rất là nhiều, vườn nào cũng có, thì chúng ta sẽ quay lại cái điều kiện thời tiết mà từ tháng 2 dương lịch mà nó chuyển sang tháng 3 dương lịch đó bà con. Đó là cái thời điểm giao mùa. Bà con mình thấy hiện nay thì ban ngày nắng, ban đêm thì nó lạnh, buổi sáng thì có mù sương, và trong cái nguyên một cái chuỗi ngày đó bà con thì gió nó lồng lộng,
do đó mà cái ẩm độ không khí nó sẽ cao, từ đó thì nó tổng hợp rất là nhiều yếu tố, nó sẽ dẫn đến cái bệnh xì mũ do phi tớp thu ra gây ra. Và những cái vườn nào mà canh tác lâu năm đó bà con, nó sẽ có xu hướng nó bị cái đối tượng này nhiều hơn. Vì sao? Vì cái mật số nấm ở dưới nó nhiều, cũng như là tán lá của những cái cây nó đã phủ nhau, nó tạo cái tiểu khí hậu thích hợp cho cái đối tượng này nó gây hại. Không chỉ vậy mà điều kiện thời tiết, độ ẩm không khí cũng là yếu tố mật thiết giúp đối tượng này gây hại nặng hơn. Phần nhựa cây tiết ra từ vết bệnh có bao gồm vi khuẩn hay không? Đó là câu hỏi mà nhiều nhà vườn thắc mắc. Bà con thường hỏi là cái mũ chảy ra này là nó là cái gì bà con? Thì bà con mình sẽ quay lại cái cơ thể của chúng ta nè. Giả sử mình bị đứt tay hay là mình bị té gì đó bà con, lâu ngày thì những cái vết đó nó sẽ ra kêu là cái nước vàng đó. Thì đây là một cái cơ chế bảo vệ của con người cũng như cây trồng. Thì khi có một cái lạ gì đó nó tấn công vô như nấm khuẩn đó, thì cây nó cũng sẽ tiết ra một chất dịch để nó nhằm hạn chế cái sự ảnh hưởng của những cái tác nhân lạ này đối với cơ thể. Và thì bà con mình sẽ thấy trong cái dịch mà cái cây mít tiết ra thì chắc chắn là nó sẽ có con nấm phi tớp trong đó rồi, và ít nhiều nó sẽ cũng sẽ có luôn những cái đối tượng khuẩn. Mà cái đối tượng này thì nó không phải là tác nhân chính để gây ra xì mũ, mà nó cộng hưởng, nó đi theo thôi bà con. Do đó mà mình thực sự mình cũng đừng có quan tâm tới cái dịch đó nó chảy ra là cái gì, mà chúng ta nên quan tâm tới việc là làm sao để chặn đứng vết bệnh thật là nhanh để cứu được cây mít. Vì bà con thực tế mình thấy đó, đối với cây sầu riêng thì bà con mình thấy xì mũ nhưng mà mình cải thiện chậm chậm được, nhưng đối với cây mít mà làm chậm một cái là nó sẽ chết nguyên cây. Như vậy, vấn đề quan trọng nhất mà bà con cần quan tâm trong giai đoạn này là tìm ra giải pháp thật sự hiệu quả để khắc phục kịp thời, tránh để vườn mít nhiễm bệnh quá nặng, dẫn đến hậu quả không mong muốn. Bà con thân mến, đối với việc chúng ta hạn chế cái bệnh xì mũ này thì mình phải bắt đầu từ khâu canh tác. Lâu lâu bà con mình phải bổ sung cái vôi vào gốc cây. Thứ nhất là để mình cung cấp chất canxi cho cây trồng, và thứ hai là mình dùng cái chất vôi này nè bà con, để mình kìm hãm sự phát triển của những con nấm khuẩn bất lợi ở trong môi trường đất. Cũng như là qua quá trình bà con mình bón hữu cơ cho vườn đó, thì mình sẽ sử dụng cái chế phẩm Chico Đẹp Ma để mình bổ sung. Cái con nấm Chico này nó sẽ có tác dụng là nó nhân mật số đông lên và nó sẽ lấn át những cái con có hại giống như là nấm phi tớp. Và đó là cái thao tác canh tác. Còn khi mà hiện nay cái tình hình đã cấp bách, cây của chúng ta nó đã bị vết bệnh xì mũ ở dưới gốc cũng như trên thân rồi, thì mình phải tiến hành làm sao để mình chặn đứng ngay lập tức. Và giải pháp của công ty An Phát Nông là bà con mình vừa quản lý bệnh nhưng mà nó phải có thêm một cái công dụng khác nữa, để chúng ta bỏ ra một lần công mà mình được tới 2-3 việc hả bà con. Đầu tiên thì Hoàng Vũ sẽ hướng dẫn bà con mình quản lý cái đối tượng phi tớp mà ở dưới gốc. Bước 1 thì bà con mình nên mình gãi vôi trên giường đi bà con. Mình gãi vôi trên giường mít của chúng ta, sau đó chúng ta sẽ tưới liên tục 2-3 ngày để cho tất cả các chất vôi này nó sẽ tan và nó ngấm vào đất. Sau đó thì bà con mình sẽ dùng cái chế phẩm là Agigon 620 để mình tưới bên dưới, mình diệt tất cả những con nấm phi tớp và những cái loài khuẩn khác để gây hại. Và bà con mình biết trong cái Agigon này bản chất nó là lân hữu hiệu lên tới 620 gram trên lít, thì bà con mình sẽ được cái công dụng thứ hai nữa, đó là mít nó sẽ ra luôn cái bộ rễ mới nha bà con. Cũng như là có thể nếu bà con mình muốn tạo mầm ngay cái đợt này thì sản phẩm Agigon nó sẽ cho bà con thêm một cái khuyến mãi nữa, đó là tạo ra những cái mầm hoa thật là nhiều để bà con mình cho cái giai đoạn trái thiệt là rộ để bà con mình sản xuất trên cái quy mô công nghiệp. Đó là cái phần bên dưới. Còn đối với bên trên thì bà con mình có hai cái hướng để mình giải quyết. Nếu như vườn nào chưa bị xì mũ nhiều thì bà con mình nên phun ngừa ở trong giai đoạn này. Với Agigon thì bà con phun ngừa là 1cc cho 1 lít nước. Có nghĩa là bà con mua cái chai Agigon 1 lít về, mình sẽ pha ra được tới 1.000 lít nước rồi bà con, để mình phun trên lá, trên thân, trên cành. Còn nếu như
có cái vết bệnh xì mũ rồi đó bà con, thì rất là dễ. Chúng ta sẽ dùng 6cc cho 1 lít nước. Thì bà con sẽ mua cái bình 5 lít đó bà con, mình pha vô đó, mình 30cc argon vô 5 lít nước đó, thì mình cứ xịt trực tiếp vô cái vết bệnh xì mũ. Thì không quá 2 ngày vết bệnh xì mũ đó nó sẽ khô ngay lập tức. Đó là cái cách để chúng ta xử lý bệnh xì mũ một cách hiệu quả và tiết kiệm, cũng như là được thêm những cái yếu tố tốt đẹp cho cây mít. Việc tưới đẫm nước trước khi sử dụng Argon 620 là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của giải pháp này. Nguyên nhân chính là do khi nền đất khô, thuốc tưới xuống sẽ bị đất hút hết và cuối cùng là thuốc không đến được gốc. Bà con thân mến, thì bản chất của cái sản phẩm Argon này nó chứa lân hữu hiệu 620g trên lít và có thêm cái kali hữu hiệu thêm 50g trên lít nữa. Cho nên thường thì bà con chúng ta cũng không cần thiết là mình phải lấy cây dao mình cạo. Nhưng mà nếu có thao tác được thì tốt, nhưng mà bà con mình thấy nếu mà quy mô công nghiệp quá nhiều thì mình làm thì nó rất là nặng công. Nhưng mà Hoàng Vũ ở đây đã thử trên những cái vườn mít bị xì mũ, chúng ta cứ dùng cái liều là 6cc cho 1 lít nước. Mình phun trực tiếp vô cái chỗ xì mũ thì chỉ cần 2 ngày là nó đã khô rồi, nó sẽ tiết kiệm cho chúng ta được cái công mà mình đi cạo vỏ ha bà con. Đó là điểm mạnh của sản phẩm Argon. Bà con thân mến, đối với những giải pháp mà chúng ta tác động dưới gốc đó bà con, ví dụ như bà con mình trừ riệp sáp dưới gốc, trừ tiếng trùng, hoặc là bà con mình tưới cái Argon để mình ức chế cái nấm phi tớp đó bà con. Mình nếu mà mình pha mình tưới cái lượng nước để cho nó ướt gốc thì nó quá nhiều, nó dẫn đến tốn kém. Cho nên cái cách mà nhiều nhà vườn kinh nghiệm chỉ chúng ta là mình có thể tưới đậm nước trước, mình tưới sao cho cũng như cái vườn mình trong đất mình nó đã ngậm được một phần nước rồi, sau đó thì mình sẽ dùng cái Argon này mình pha với liều lượng là 1cc cho 1 lít nước để mình tưới quanh cái phần gốc đó, thì mình sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều. Với giải pháp đó thì giả sử một gốc mít trưởng thành thì nó khoảng từ 5-7 đến 10 lít nước thôi. Do đó mà một chai Argon 1 lít bà con mình xử lý cho tới cả 100 cây là nó sẽ tiết kiệm hơn cho bà con mình rất là nhiều. Để quản lý bệnh nứt thân xì mũ trên mít, bà con cần thực hiện theo hai bước đơn giản. Bước 1, tưới đậm nước để hạn chế tình trạng đất khô. Bước 2, xử lý sản phẩm Argon 620 cả dưới gốc lẫn bên trên. Kính thưa bà con, thì cái đối tượng nứt thân xì mũ ở trên mít được lây lan cũng như là lan truyền bởi nhiều cái yếu tố khác nhau, trong đó là có cái đối tượng rệp sáp ở dưới gốc. Do đó là trước khi mà chúng ta phòng trừ cái đối tượng xì mũ nứt thân ở trên mít thì chúng ta nên quản lý tốt cái rệp sáp. Thì ở bên dưới chúng ta sẽ có đính kèm một cái link để bà con nông dân chúng ta cách nào để mà quản lý được cái đối tượng rệp sáp rễ ở trên mít, và chúc cho bà con chúng ta sẽ có những cái vụ mùa mít bán được giá cao cũng như là quản lý tốt cái đối tượng dịch hại. Ngay bây giờ thì Trọng Hiếu xin chào bà con và hẹn gặp lại nha.